đối có nên hy vọng vào kỳ UPR hay không? Phiên kiểm điểm nhân quyền UPR lần thứ 2 của Việt Nam sẽ được tổ chức tại Geneva, Thụy Sĩ vào ngày 22 tháng 1 năm 2019. Có hai nhóm phi chính thống người Việt tham dự sự kiện này là các NGO thuộc mạng lưới không gian nhân quyền HRS và nhóm làm việc UPR 2019, bao gồm các tổ chức cá nhân chống đối thân Việt Tân. Trong tuần qua, hai nhóm người này đã có nhiều hoạt động tuyên truyền về sự kiện để phục vụ mục đích riêng của mỗi nhóm. HRS chủ yếu tuyên truyền qua fanpage UPR Việt Nam. Trong quá trình tường thuật diễn biến kỳ UPR, họ đăng lên page này tất cả các câu hỏi chất vấn mà các nước khác đặt ra cho Việt Nam để độc giả vào tự do bình phẩm. Bằng cách này, họ mượn lời các quốc gia khác để công kích các chính sách liên quan đến nhân quyền ở Việt Nam. Ngoài ra, họ cũng đề nghị độc giả đặt câu hỏi về kỳ UPR để chuyên gia của họ giải đáp. Trong khi HRS không công bố danh tính những thành viên đến dự phiên chất vấn, nhóm làm việc UPR 2019 của giới chống đối lại quảng bá thành phần nhân sự của mình một cách ồn ào. Họ bao gồm 5 tổ chức người Việt là Việt Tân, Lao động Việt, Hội Anh Em Dân Chủ, Hội Bầu Bí Tương Thân và Cô Su Nam cùng 5 tổ chức nước ngoài hỗ trợ, trong đó có quan trọng nhất là RSF và ACAT. Ngoài ra, họ cũng đem theo một số file đính kèm như vợ của Trương Minh Đức, vợ của Lê Đình Lượng, con trai của Nguyễn Trung Tôn, v.v. Họ đã tiến hành một chuỗi các buổi tiếp xúc với phái bộ thường trực của Mỹ, Na Uy, Cộng hòa Séc, Thụy Sĩ và đại diện hai văn phòng báo cáo viên đặc biệt của Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Ngoài ra, họ cũng dự định tổ chức một buổi hội thảo và một cuộc biểu tình bên lề sự kiện, đồng thời tường thuật trực tiếp phiên chất vấn bằng chức năng livestream của Facebook. Trong chuỗi hoạt động vừa nêu, nhóm làm việc UPR 2019 chủ yếu đưa ra khuyến nghị và tuyên truyền về 4 vấn đề, là việc các nhà hoạt động của họ bị đàn áp, phục Formosa, luật an ninh mạng và điều kiện sống của các nhà hoạt động đang thi hành án. Sau khi trao đổi với họ, các phái bộ nước ngoài hứa sẽ quan tâm đặc biệt đến 5 trường hợp là Trương Minh Đức, Nguyễn Trung Tôn, Trần Thị Nga, Trần Hoàng Phúc và Lê Đình Lượng. Khi tuyên truyền đến người Việt, đảng Việt Tân lặp đi lặp lại một thông điệp rằng, trong kỳ UPR này, nhà nước Việt Nam sẽ phải đối mặt với làn sóng phản đối từ quốc tế. Họ làm vậy để khiến giới chống đối đặt hy vọng vào kỳ UPR, là vào họ, kẻ làm cầu nối giữa các hội đoàn trong nước với UPR. Nhưng cần nhớ rằng, sau 5 năm kể từ kỳ UPR trước, các nhóm chống đối đã chỉ yếu đi thay vì mạnh lên, và một số nhà hoạt động nhập kho đã chỉ tăng chứ không giảm. Vì vậy, nếu giới chống đối tiếp tục đặt hy vọng vào kỳ UPR và Việt Tân hay các thế lực nước ngoài, họ sẽ sớm phải thất vọng và trả giá.